Tôi lấy thí dụ như bản thân tôi thôi, là tôi mua quà cho các em tôi khi tôi đi nước ngoài về, quốc tế đi nước ngoài về, ví dụ như thế, hay là đi học cái chương trình ở nước ngoài về. Thế thì có đứa nó thích cái quà này, có đứa nó không thích, có đứa nó chê, có đứa nó khen, rồi đến tay tôi, đúng không ạ? Tôi bực mình, tôi bảo là thôi lần sau ta không mua quà cho mày nữa. Thế thì như thế nó làm mất đi cái tính tốt đẹp của mình. Tốt đẹp của mình là gì? Mình muốn mua cho các em nó, mình lắng nghe nó, nó không thích cái này thì lần sau mình mua cái khác, rồi mình bảo em nó là để anh mua cho em không thích em cứ nhận đi rồi em cho người khác và đừng làm như thế, đúng không ạ? Hãy nhớ rằng là kể cả người khác làm điều không tốt với mình vẫn nên làm điều tốt với họ, bởi vì cơ bản đó là con người mình chứ không phải vì mình giận dỗi gì cả, mình là dân chuyên nghiệp đấy nhá. Đấy, thì chúng ta cứ làm thôi, đừng có suy nghĩ quá nhiều. Và như tôi nói, đối với hai gia đình hai bên, đặc biệt là bố mẹ vợ và bố mẹ chồng, đấy là cái chúng ta nên sắm sửa những cái đồ dùng như vậy bằng tiền túi của mình là rất tốt. Thứ hai, đặc biệt là đối với phụ nữ thì cái vấn đề làm dâu là vấn đề rất phức tạp, đúng không ạ? Rất rất phức tạp. Có nhà thì con dâu tốt mẹ chồng tốt, có nhà thì con dâu tốt mẹ chồng không tốt, có nhà thì con dâu không tốt mẹ chồng tốt, có nhà thì con dâu không tốt mẹ chồng cũng không tốt. Thế là vô vàn các tình huống, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà cũng mỗi cảnh, tôi đã nói rồi. Thế thì chúng ta cố gắng là gì? Chúng ta cứ làm những điều mà chúng ta thấy là đúng đắn, đúng với con người chúng ta. Chúng ta là một người tốt, chúng ta là một người có giáo dục, chúng ta là người hiểu lễ nghĩa. Bố mẹ đã già rồi, có thể nói những lời này lời kia nó không vừa tai, cách sống rồi thì cách nghĩ nó cũng khác rồi thì thế này thế kia nhiều lắm, nhưng mà hãy hiểu rằng là đấy là sự khác biệt về thế hệ, đấy là sự khác biệt về tuổi tác, đấy là do quan điểm, suy cho đến cùng thì cũng là để yêu thương con cái mà thôi. Cho nên là thôi, chúng ta có thể nhịn, chúng ta có thể tìm cách để có cuộc sống mẹ chồng nàng dâu dễ chịu, ví dụ như là chúng ta không ở chung, chúng ta ở riêng. Đấy, chúng ta có thể là có quà tặng, rồi có những cái thăm hỏi vào những ngày lễ nghĩa, rồi thì chúng ta làm ra tiền, chúng ta biếu bố mẹ hai bên mỗi tháng một vài triệu đồng, hay nhiều hơn hay ít hơn tùy vào cái hoàn cảnh, đúng không ạ? Chứ đừng nghĩ rằng là tôi phải nuôi con, tôi đang kiếm tiền vất vả, tôi không có tiền cho bà đâu, đúng không ạ? Thế thì như thế thì làm sao chúng ta có cuộc sống gia đình hạnh phúc được? Cái gia đình nhỏ của chúng ta là có hai vợ chồng nhỏ nhất, sau đó có đến một đến hai ba đứa con, đấy đấy là một cái gia đình riêng. Nhưng trên nó là còn bố mẹ, còn ông bà, dưới sau này thì chúng ta lại các con của chúng ta lớn trưởng thành lại có con có cái, thì chúng ta hãy nhớ điều đấy, đúng không ạ? Gieo nhân nào thì gặt quả đó. Thế thì chúng ta phải hiểu, đúng không ạ? Chúng ta phải hiểu và chúng ta làm mọi thứ nó trở nên cân bằng. Tôi nghĩ rằng sự cân bằng và đúng giá trị đạo đức mà cũng không u mê hiện đại một chút là được. Thì quan điểm của tôi về đối nội đối ngoại họ hàng hang hốc thì chúng ta thấy rằng là ở mức độ là chấp nhận được. Đấy, ngày lễ ngày Tết những cái đám cưới quan trọng mình nên xuất hiện, còn những đám cưới không quan trọng mình có thể không cần xuất hiện. Mình gọi điện, mình báo, mình xin phép, mình gửi quà, gửi cáp, vân vân. Thế thôi, còn người ta trách cũng không thể nào mà làm hài lòng hết được mọi người đâu. Đấy, nếu mà chúng ta làm hài lòng hết được mọi người thì có lẽ là chúng ta chẳng có thời gian cho vợ hoặc cho chồng hoặc là cho con hoặc cho bố mẹ của chúng ta đâu. Cho nên là mọi thứ cứ phiên phiến và quan trọng nhất nó phải xuất phát từ trái tim, nó phải xuất phát từ việc là chúng ta là những người có hiểu biết, có giáo dục, có lễ nghĩa và biết được điều gì là đúng đắn, điều gì là lẽ phải. Trong mối quan hệ với mẹ chồng, nàng dâu thì người đàn ông cũng phải có vai trò cân đối, cân bằng, không thiên vị mẹ cũng không thiên vị vợ. Cái gì vợ đúng nói vợ đúng, cái gì mẹ đúng nói mẹ đúng. Chứ không phải là cứ mẹ là nhất, cũng không phải là cứ vợ là nhất. Mình phải công bằng, thậm chí mình phải là tòa án. Ngược lại, trong quan hệ với con rể với bố mẹ vợ, đúng không ạ? Người phụ nữ là phải lúc nào cũng nói tốt về chồng mình. Và người đàn ông là con rể lúc nào cũng phải thể hiện sự
yêu quý thân thiết với bố mẹ đúng không ạ? Bởi vì dù sao bố mẹ cũng sinh ra vợ mình, gửi gắm vợ mình cho mình. Và đối với một người là bố là mẹ thì người ta mong muốn con cái được sung sướng, được hạnh phúc, được an nhàn, được an phận. À, người ta gửi con gái cho mình thì mình cũng phải hiểu cái điều đó. À, bố mẹ nào cũng mong muốn con và cháu của mình có cuộc sống tốt đẹp, chứ không phải là người ta khó khăn gì cả. Và hai bên đều phải đối xử với nhau theo cách là người nhà, không có gì phải khách sáo. À, chúng ta có làm được cái gì cho nhau cứ làm thôi. Thì nếu mà chúng ta đối nhân xử thế theo cách như vậy, tính toán và căn ke một chút, rồi thì cân đối một chút đúng không ạ, rồi cũng có thể thoáng tay một chút, phụ thuộc vào cái quan điểm tiêu dùng và cái khả năng tài chính của mình để làm sao mọi thứ nó trở nên hài hòa tốt đẹp. Và đấy là điều mà tôi nghĩ là anh chị có thể làm được. Cái còn thì nó không có công thức chung đâu, tôi phải làm gì hay anh phải làm gì hay là theo Mr. X tôi phải làm gì, thì thực sự là nó phải từng tình huống cụ thể của từng người cụ thể. Và nếu các anh chị gặp phải vấn đề đấy thì các anh chị có thể liên hệ với tôi qua địa chỉ email đang hiển thị ở đây, thì các anh chị các bạn có thể liên hệ, tôi sẽ trả lời cho các anh chị. Chứ còn không có công thức chung, mà công thức chung của tôi là gì? Các anh chị phải kính trên nhường dưới, yêu thương bố mẹ chồng, yêu thương bố mẹ đẻ, chứ đừng có nghĩ khác máu tanh lòng, đừng có nghĩ thế này thế kia, thì mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp. Ví dụ như tôi không chắc chắn về điều đó, nhưng mà tôi nghĩ là trong quan hệ của tôi với bố mẹ vợ là tốt đẹp. Có thể bố mẹ cũng có những cái điều không hài lòng với mình, bố mẹ không nói thì tôi không biết, nhưng mà tôi nghĩ là có những cái sự tốt đẹp. Bởi vì tôi rất là thân thiết, tôi rất là hay trò chuyện với ông bà. Đấy, tôi hay ví dụ để ý cái lặt vặt thôi, ví dụ như là bếp ga nhà ông bà hỏng tôi bà nhắc vợ tôi đi mua, hay là tủ lạnh nhà ông bà hỏng tôi nhắc vợ tôi đi mua, ví dụ như thế. Thế thì sau đó mang về biếu ông bà. Nó chỉ là những cái rất là nhỏ, đấy là mình thể hiện sự quan tâm, chứ không phải là ý là tôi có tiền đấy, không phải thế. Nếu mà tôi có tiền mà tôi cứ thể hiện theo cách đấy thì chắc chắn là chẳng ai thích cả, đúng không? Các anh chị cũng vậy. Tức là mình để ý những cái nhỏ nhặt đơn giản, mình có thể chăm sóc ông bà, hay là mua thuốc, mua cái này cái kia, ví dụ như thế. Hay là ông bà ốm phải gọi điện hỏi thăm ngày lễ, rồi ngày Tết, rồi ngày 8 tháng 3 gì gì đó, gọi điện hỏi thăm, mua quà hay là gửi thức ăn về cho ông bà. Những cái nhỏ nhỏ như thế, tôi nghĩ là bố mẹ chồng hay bố mẹ vợ hay ông bà của bố mẹ chồng hay ông bà của bố mẹ vợ cũng là như vậy. Mọi người cũng sẽ rất là thích nhá. À, xin chúc cho các anh chị và các bạn là có một cái mối quan hệ rất là tích cực với bên nội bên ngoại, họ hàng ăn hốc một cách ok, không gặp vấn đề gì. Đấy, hy vọng là như vậy. Và xin chào, biết tới xin chào tất cả anh chị các bạn, gặp lại các anh chị và các bạn trong bài tiếp theo.